Hello guys, welcome to our channel. Chào mừng các em đã đến với kênh của thầy An. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau đi vào Unit 1, chủ đề Health and Healthy Lifestyle, sức khỏe và lối sống lành mạnh. Sắp tiếng Anh lớp 11, I learn small word. Lesson 1. In lesson 1, can you discuss a healthy diet? Can you use linking verbs? Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau thảo luận về chế độ ăn uống lành mạnh. Điểm ngữ pháp của bài học ngày hôm nay đó là các liên động từ, hay còn gọi là các động từ nối, linking verbs. Ok, now before getting started, let's see some new words. Và trước khi chúng ta đi vào bài, chúng ta sẽ cùng nhau đi sơ qua từ vựng của bài học ngày hôm nay nhé. Carbohydrate, chất bột đường. Carb, or carbs, tên viết tắt của carbohydrates. Carb bao gồm hàm lượng đường, tinh bột, chất xơ. Process, đã qua chế biến. Avoid, tránh. Protein, chất đạm. Dairy, làm từ sữa. Limit, động từ hạn chế. Imagine, động từ tưởng tượng. Lifestyle, lối sống. Vitamin, là vitamin. Whole grain, ngũ cốc nguyên cám. Stay healthy, giữ gìn sức khỏe. Healthy life, một cách lành mạnh. Cheese, phô mai. Instant noodles, mì ăn liền. Awful, tồi tệ, không dễ chịu. Heal, phục hồi, chữa lành. Cereal, ngũ cốc. Brown bread, bánh mì nâu, được chế biến với một lượng ngũ cốc nguyên cám. Brown rice, gạo lứt. Stay away, tránh xa. Stay active, tức là duy trì hoạt động. Nuts, quả hạt. Nuts, khi chúng ta đề cập số nhiều. Sausages, lạp xưởng. Sausages, khi chúng ta đề cập nhiều lạp xưởng. Vegetarian, người ăn chay. Alright, very good. Now, let's talk. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, phần thảo luận. Work in pair. Look at the picture. Who do you think is more healthy? Why? What do you do to stay healthy? Ở phần này, chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Hãy nhìn vào bức tranh và các bạn cho cô biết ai là người ăn uống lành mạnh hơn? The boy or the girl? Why? Tại sao? What do you do to stay healthy? Bạn làm gì để giữ gìn sức khỏe? Okay, now. The first one, look at the picture. Who do you think is more healthy? Nhìn vào bức tranh, bạn nghĩ ai là người ăn uống lành mạnh hơn? The girl or the boy? The girl, right? I think the girl is more healthy. Tôi nghĩ bạn nữ ăn uống lành mạnh hơn. Why? Tại sao? Because she eats vegetable salads with lots of vitamin and very little fat. While the boy eats pizzas and chips which contain a lot of fat. Bởi vì cô ấy ăn nhiều rau trộn, có nhiều vitamin và rất là ít chất béo. Trong khi bạn nam thì ăn nhiều pizza, khoai tây chiên, có nhiều chất béo. Ok, so what do you do to stay healthy? Vậy bạn làm gì để giữ gìn sức khỏe? For me, I go to bed early and try to get enough sleep at night. It's healthily like eating lots of fresh foods and vegetables, drinking enough water, eating less fast food, and drinking less cola or coffee, etc. And do exercise at least 30 minutes a day. Đối với tôi đi ngủ sớm, tôi ngủ đủ giấc vào ban đêm, ăn uống lành mạnh, đó là ăn nhiều rau củ quả trái cây tươi, uống đủ nước, ăn ít đồ ăn nhanh, lại uống ít nước ngọt lại, hay là uống ít cà phê lại. Okay. Tập thể dục đều đặn ít nhất là 30 phút một ngày. Ok, great job. How about you? What do you do to stay healthy? Thế còn các bạn thì sao? Các bạn làm gì để giữ gìn sức khỏe? Now share your idea. Hãy chia sẻ với cả lớp nhé. Great job everyone. So now let's move on to part number one. Now, good job everyone. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài nhé.
Good job everyone. Now let's get started. Park le day. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào phần đầu tiên, phần new words, okay? New words. Okay, new words. And match the sentences. Listen and repeat. Nối các câu với nhau, sau đó chúng ta sẽ nghe và lặp lại. Number one, John is losing weight by reducing the amount of carbohydrates or carbs in his diet. He doesn't eat pasta or rice. Okay, John thì giảm cân bằng cách là giảm cái lượng carbohydrate, lượng carb trong chế độ ăn của anh ấy không ăn mì ống, không ăn cơm. Okay. Now number two, don't eat too much processed foods. Đừng ăn quá nhiều thức ăn đã chế biến sẵn. Đừng ăn quá nhiều thức ăn đã qua chế biến. Instant noodles, sausages, and similar foods are very bad for your health. Mì gói ăn liền hay là xúc xích hay là những thực phẩm tương tự thì rất có hại cho sức khỏe của bạn. Okay. Number three, I completely avoid eating cake. Tôi hoàn toàn tránh việc ăn ngọt, ăn bánh. So which one? D. If I eat one piece, I'll feel awful. Nếu tôi ăn một miếng là tôi đã cảm thấy nó khó chịu rồi. Okay. Nếu mà tôi ăn một miếng bánh ngọt là cảm thấy nó khó chịu, là sẽ cảm thấy khó chịu. Okay. Number four, you need to eat more protein when you exercise. Bạn cần ăn nhiều những thực phẩm có thành phần protein, có thành phần chất đạm khi mà bạn tập thể dục. So, you should eat chicken and fish, right? You need to eat more protein when you exercise. You should eat chicken and fish. Bạn nên ăn nhiều những thực phẩm có nhiều chất đạm, protein, khi mà bạn tập thể dục. Bạn như vậy là bạn nên ăn gà và cá, right? Number five, yogurt and cheese are dairy foods. They're made from milk. Okay, sữa chua, bơ là những thực phẩm, là những thực phẩm làm từ sữa. Chúng được làm từ từ sữa. Okay, dairy ở đây tức là được làm từ sữa. Number six, you should limit the amount of soda you drink. Bạn nên giới hạn cái lượng nước uống ngọt lại. Okay, so number six, it has too much sugar. It has too much sugar. Nó có quá nhiều đường. Okay. So number one, carbohydrates. That means doesn't eat pasta or rice. Okay. Carbohydrate tức là chất bột đường. Processed ở đây có nghĩa là gì? Là những thực phẩm đã qua chế biến. Chẳng hạn như là instant noodle, mì gói ăn liền, sausage, xúc xích, or similar foods, hay là những sản phẩm tương tự. Okay. Avoid tức là tránh. Avoid eating cake, tránh ăn bánh ngọt. If I eat one piece, I'll feel awful. Nếu mình ăn, mình cảm thấy khó chịu. Như vậy là mình avoid có nghĩa là tránh, không nên ăn. Okay. Protein là chất đạm. You should eat chicken and fish. Ở gà và ở cá thì có nhiều protein. Protein, okay? Dairy, that means be made from milk. Dairy là được làm từ sữa. Be made from milk, okay? Limit, giới hạn lượng nước ngọt, tức là bởi vì là nó có quá nhiều đường. It has too much sugar. Nó có quá nhiều đường, okay? Now listen and repeat. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lại những từ được in đậm và hãy đọc theo nha. Number one, carbohydrates. Number two, processed. Number three, avoid. Number four, protein. Number five, dairy. Number six,
limit. Okay. Now B, work in pair. Talk about what foods you limit or avoid eating and say why. Ở phần B, chúng ta sẽ thảo luận với bạn kế bên những cái loại thực phẩm nào em cần hạn chế và tránh ăn. Và hãy cho biết lý do tại sao. Okay, for example, I avoid eating meat because I'm a vegetarian. Tôi tránh ăn thịt bởi vì tôi là người ăn chay. Alright, or I limit the amount of candy I eat. I limit the amount of candy I eat because it's bad for my teeth. Tôi giới hạn cái lượng kẹo tôi ăn bởi vì nó có hại cho răng của tôi. Okay, or I avoid eating processed foods so that sausages, instant noodles, pizzas, chips because it's easy for cancer. Tôi tránh ăn những đồ ăn đã qua chế biến sẵn, chẳng hạn như là xúc xích, mì gói ăn liền, pizza hay là khoai tây chiên bởi vì nó dễ gây ung thư, etc. Okay? Now, the second part, reading. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 2, phần reading. A. Read the article about healthy diets and choose the best title. Ở phần này, chúng ta sẽ đọc một bài viết về chế độ ăn uống lành mạnh và chọn ra tiêu đề phù hợp nhất. Okay? Number one, it's easy to eat healthy. It's easy to eat healthy. Có nghĩa là ăn uống lành mạnh thật là dễ dàng. Dễ dàng để mà có một cái chế độ ăn uống lành mạnh. Number two, the truth about diet plans. Sự thật về chế độ ăn kiêng. Okay? Các bạn lưu ý là hãy áp dụng kỹ năng đọc lướt skimming để lấy ý chính nhé. Chú ý đoạn đầu introduction và đoạn cuối conclusion để lấy ý chính và chọn ra tiêu đề phù hợp cho bài viết này. Okay? Now let's read together. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lướt bài viết này ha. Don't know how to create a healthy diet. I had the same problem. I knew what food tasted good, but not what was good for my body. Then I discovered the healthy eating plate, and everything became easy. Check out these super simple tips. Không biết làm thế nào để có một cái chế độ ăn uống lành mạnh, phải không nào? Tôi cũng đã gặp cái vấn đề tương tự. Tôi biết những món ăn nào ngon, nhưng không biết món ăn nào thì tốt cho cơ thể của mình. Sau đó tôi đã khám phá ra một trang web có tên là The Healthy Eating Plate và mọi thứ đã trở nên dễ dàng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tham khảo một số mẹo siêu đơn giản sau đây. Okay. Eat lots of fruit and vegetables. They look good, taste great, and have all the vitamins to protect your body from diseases and heal from injuries. I add fruit on my breakfast cereals this morning. It's delicious. Đầu tiên, mẹo đầu tiên đó là ăn nhiều rau củ quả trái cây. Chúng trông ngon, vị rất là tuyệt vời và có nhiều chất dinh dưỡng, có nhiều vitamin để bảo vệ cơ thể bạn khỏi bệnh tật và làm lành vết thương. Tôi đã thêm trái cây vào ngũ cốc bữa sáng mỗi buổi sáng. Nó rất là ngon. Okay. Now, the second tip. Mẹo thứ hai là gì? Choose good carbs from whole grains. Grains are seeds used to make foods like bread, pasta, and rice. Be careful with processed grains. Though, like in pasta, they provide about the same amount of carbs as whole grains, but have fewer vitamins. This was a problem for me because I love pasta and freshly baked French bread smells so good. But now I try to eat brown bread and rice instead of white. I haven't eaten processed carbs for 2 months. I look better and feel much healthier.
Mẹo thứ hai đó là hãy chọn những thực phẩm carb tốt từ các loại ngũ cốc nguyên cám. Ngũ cốc là những cái hạt mà được sử dụng để làm thức ăn như là bánh mì, như là mì ống hay là gạo, cơm, đúng không? Tuy nhiên hãy cẩn thận với những cái ngũ cốc đã qua chế biến, chẳng hạn như là mì ống. Chúng cung cấp một cái lượng carb tương đương với ngũ cốc nguyên cám, nhưng cái lượng vitamin sẽ ít hơn. Đó là vấn đề của tôi. Đó là một vấn đề đối với tôi. Bởi vì là tôi thích mì ống, tôi thích bánh mì Pháp nướng, vị rất là ngon. Nhưng mà bây giờ tôi cố gắng ăn bánh mì nâu. Bánh mì nâu là bánh mì có thành phần ngũ cốc nguyên cám ở trong, và cơm gạo lứt thay vì bánh mì và cơm thông thường. Tôi đã không ăn thực phẩm carb đã qua chế biến khoảng 2 tháng, và tôi trông thấy nó tốt hơn và cảm thấy là khỏe mạnh hơn. Ok. Now, the third tip. Mẹo thứ ba là gì? Look for healthy protein. Mẹo thứ ba đó là hãy tìm kiếm những thực phẩm giàu protein, giàu chất đạm. Ok. Sausages smell amazing and are full of protein. They may seem to be a healthy option, but they contain highly processed meat, which you should really stay away from. Don't worry, you can find protein in many other foods, even in plants, beans, nuts, some whole grains, and some vegetables have proteins. Okay? Hãy tìm kiếm những thực phẩm có cái thành phần protein lành mạnh. Xúc xích vị rất là ngon, giàu protein, giàu chất đạm. Chúng có thể dường như là một cái sự lựa chọn lành mạnh, nhưng chúng chứa thịt đã qua chế biến, mà cái phần thành phần này chúng ta nên tránh xa. Nhưng mà các bạn đừng có lo lắng, bởi vì chúng ta có thể tìm thấy cái thành phần protein ở nhiều thực phẩm khác nhau, ở nhiều món ăn khác nhau, thậm chí là ở thực vật. Các hạt đậu, các loại đậu, các loại hạt, một số ngũ cốc nguyên cám hay một số rau củ quả cũng có thành phần protein. Okay? And the fourth tip, và mẹo cuối cùng đó là gì? Limit dairy products, salt, fat, added sugar and oils. Mẹo thứ tư đó là chúng ta giới hạn cái lượng, chúng ta giới hạn những sản phẩm được làm từ sữa, những sản phẩm có muối, có chất béo, có đường, có dầu ăn. Choose healthy fats like vegetable oils, nuts, seeds and fish. Finally, don't forget to drink lots of water and stay active with plenty of exercise. Hãy chọn những chất béo lành mạnh, chẳng hạn như là dầu thực vật, quả hạch, các loại hạt hay là cá, đúng không? Hãy chọn những chất béo lành mạnh như là dầu thực vật, quả hạch, các loại hạt và cá. Và cuối cùng là đừng quên uống nhiều nước và hãy duy trì tập thể dục nhiều nhé. See, I told you it's quite easy. Just follow the tips of the healthy eating play. Bạn thấy không? Tôi đã bảo bạn là nó dễ mà. Chỉ cần làm theo những cái mẹo của cái trang web The Healthy Eating Play là bạn sẽ có được một cái chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh. Okay? So, tell me, which one is the best title for this article? Và các bạn hãy cho biết tựa đề phù hợp nhất cho bài viết này ở đây đó là gì? Number one, it's easy to eat healthy. Or number two, the truth about diet plans. Yes, the first one, right? It's easy to eat healthy. Ăn uống lành mạnh thật là dễ dàng, right? So where the key? Trong bài có đề cập là gì? I discovered
The healthy eating play and everything become easy. Check out the super simple stuff. Tôi đã khám phá ra cái trang web có tên là The Healthy Eating Plate và mọi thứ trở nên dễ dàng. Hãy cùng nhau tham khảo một số mẹo siêu đơn giản này nhé. Như vậy là từ đề của bài viết này, đó là It's easy to eat healthy. Ăn uống để có một cái chế độ ăn uống lành mạnh thì thật là dễ dàng. Ok, chỉ cần làm theo một số mẹo đơn giản như sau, theo như trang web The Healthy Eating Plate đề cập. Ok, so we choose A. A is the best title. Ok, now B, read and circle the correct answer. Ở phần B, chúng ta hãy đọc và khoanh tròn câu trả lời đúng. Number 1, which benefit of fruit and vegetables is not mentioned? Những cái lợi ích nào của trái cây và rau củ quả không được đề cập trong bài viết? A, they heal injuries. Chúng làm lành vết thương. B, they fight illnesses. Chúng chiến đấu với bệnh tật. C, they strengthen bones. Chúng phát triển xương. So which one? C. Right? Trong bài có đề cập eat lots of fruit and vegetable to protect your body from diseases and heal from injury. Trong bài có đề cập là gì? Ăn uống nhiều rau củ quả trái cây sẽ giúp bảo vệ cơ thể của bạn chống bệnh, chống lại bệnh tật, làm lành vết thương. Trong bài không có đề cập là phát triển xương. Như vậy chúng ta sẽ khoanh tròn đáp án C. Ok. Number 2, according to the author, what food are healthy carbs? Theo như tác giả thì thực phẩm nào có cái lượng carb lành mạnh? A, white rice, cơm thông thường. B, pasta, mì ống. C, whole wheat bread, bánh mì nguyên cám. Bánh mì, lúa mì nguyên cám. So which one? Như vậy thực phẩm nào trong ba thực phẩm này có nhiều carb lành mạnh? C. Okay, now let's check. Trong bài có nói gì? Choose good carbs from whole grains. Hãy chọn những thực phẩm mà có thành phần carb tốt từ ngũ cốc nguyên hạt. Đúng không? Be careful with processed grains. Though like pasta, hãy cẩn thận với ngũ cốc đã qua chế biến, giống như là mì ống mì Ý. Như vậy chúng ta sẽ loại mì ống mì Ý. Ok, mặc dù là nó có thành phần carbs nhưng mà nó không tốt bởi vì là nó đã qua chế biến sẵn. Ok. The second one, I try to eat brown bread and rice instead of white. Và trong bài có đề cập là hãy cố gắng ăn bánh mì nâu. Bánh mì nâu là có thành phần ngũ cốc nguyên cám ở trong. Và cơm gạo lứt thay vì là cơm gạo thông thường và bánh mì thông thường. Ok, như vậy bánh mì gạo thông thường sẽ không tốt bằng gạo lứt. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C, tức là bánh mì, lúa mì nguyên cám. Ok. Number 3, which food has lots of protein? Những thực phẩm nào có nhiều protein, có nhiều chất đạm? A, beans. B, most vegetables. C, processed grains. A, beans. Ok, now let's see. Trong bài có đề cập gì? Beans, next, some whole grains and some vegetables have protein. Ok, trong bài có đề cập gì? Các loại đậu, các loại hạt và một số ngũ cốc nguyên cám, một số rau củ quả cũng có protein, cũng có chất đạm. Ok, so beans. Ok, một số rau củ thôi. Như vậy be most, hầu hết tất cả các loại rau củ. Không đúng, some, not most. Và trong bài không có đề cập là ngũ cốc đã qua chế biến. Ok, như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A, các loại đậu có nhiều protein, có nhiều chất đạm. Ok. Number 4,
What should you avoid? Chúng ta nên tránh gì? A. Fats. Chất béo. B. Highly processed meat. Thịt đã qua chế biến. C. Sugar. Đường. Chúng ta nên tránh gì nhỉ? B. Ok. Trong bài có đề cập gì? Sausages smell amazing and are full of protein. They may seem to be a healthy option, but they contain highly processed meat, which you should really stay away from. Xúc xích, vị ngon, có nhiều protein. Chúng có thể dường như là một sự lựa chọn lành mạnh, nhưng chúng lại chứa thịt đã qua chế biến. Mà thành phần này chúng ta thật sự là phải cần tránh xa, đúng không? Như vậy là trong bài có đề cập là chúng ta hãy tránh xa thịt đã qua chế biến sẵn. Ok, highly processed meat. Như vậy chúng ta nên tránh thịt đã qua chế biến sẵn. Ok, very good everyone. C. Listen and read. C. Listen and read. Ở phần C, chúng ta hãy nghe và đọc theo. Ok, now listen. Don't know how to create a healthy diet? I had the same problem. I knew what food tasted good, but not what was good for my body. Then, I discovered the healthy eating plate, and everything became easy. Check out these super simple tips. Eat lots of fruit and vegetables. They look good, taste great, and have all the vitamins to protect your body from diseases and heal from injuries. I add fruit on my breakfast cereal each morning. It's delicious! Choose good carbs from whole grains. Grains are seeds used to make foods like bread, pasta, and rice. Be careful with processed grains though, like in pasta. They provide about the same amount of carbs as whole grains, but have fewer vitamins. This was a problem for me because I love pasta. And freshly baked French bread smells so good. But now I try to eat brown bread and rice instead of white. I haven't eaten processed carbs for 2 months. I look better and feel much healthier. Look for healthy protein. Sausages smell amazing and are full of protein. They might seem to be a healthy option, but they contain highly processed meat, which you should really stay away from. Don't worry, you can find protein in many other foods, even in plants. Beans, nuts, some whole grains, and some vegetables have protein. Limit dairy products, salts, fats, added sugar, and oils. Choose healthy fats like vegetable oils, nuts, seeds, and fish. Finally, don't forget to drink lots of water and stay active with plenty of exercise. See? I told you it was easy. Just follow the tips of the healthy eating plate. All right. Now, D, work in pair. How does your diet compare to the healthy eating plate? What foods do you need to eat more or less? Ở phần D, chúng ta sẽ cùng thảo luận với bạn kế bên. Chế độ ăn uống của em như thế nào so với chế độ ăn uống ở cái website The Healthy Eating Plate? Em có cần thêm hay giảm bớt món nào không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình với cả lớp nhé. Now for example, my diet is not very healthy. I need to eat more vegetables and eat less processed meat. Okay? Chế độ ăn uống của em không có lành mạnh lắm. Em cần phải ăn nhiều rau và ăn ít thịt đã qua chế biến lại. Alright? My diet is not very healthy. I need to eat more vegetables and eat less processed meat. Okay? Very good. Very good, guys. So now let's move on to the next part. Grammar. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần ngữ pháp nhé. Okay. Now, part number 3, grammar, meaning and use. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào điểm ngữ pháp. Linking verb. Liên động từ, hay còn gọi là các động từ nối. Meaning and use. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nghĩa và cách sử dụng.
của các liên động từ, hay còn gọi là các động từ nói. Ok, linking verbs. We can use these to connect the subjects with a word or phrase that gives more information about it. Be, become, and seem are always linking verbs. Again, là liên động từ, hay còn gọi là động từ nối. Chúng ta sử dụng linking verb để liên kết chủ ngữ với một từ hoặc cụm từ nhằm cung cấp thêm thông tin về chủ ngữ đó. Ok, và các bạn lưu ý ở đây, đó là gì? Be có nghĩa là thì là ở, become có nghĩa là trở lên, trở nên, seem có nghĩa là dường như, luôn luôn là linking verb, luôn luôn là động từ nối, hay còn gọi là liên động từ. Ok, many sense verbs can act as both an active verb and a linking verb. Look, feel, taste, smell, and sound. Nhiều động từ chỉ giác quan, chẳng hạn như là look có nghĩa là trông có vẻ, feel cảm thấy, taste có vị, smell có mùi, sound nghe có vẻ, vừa là động từ chỉ hoạt động active verb, vừa là liên động từ, hay còn gọi là động từ nối linking verb. Ok, right. Now number 3, structure. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cấu trúc. Khi các động từ chỉ giác quan đứng vị trí là active verb, tức là động từ chỉ hoạt động, thì các bạn lưu ý sau active verb sẽ là danh từ. Ok, you should taste this coffee. Bạn nên thử cà phê này đi. Can you smell that curry? Bạn có thể nếm món cà ri đó không? Ok, bạn có thể nếm món cà ri đó không? Ok, như vậy the taste và the smell ở vị trí này nó có chức năng là động từ chỉ hoạt động. Như vậy sau đó, sau nó sẽ là danh từ. Ok, trường hợp thứ hai là những cái động từ chỉ giác quan này với cái vị trí là linking verb, động từ nối, thì sau nó sẽ là adjective, sau nó sẽ là tính từ. For example, it tastes great. Vị của nó thì tuyệt vời. It smells amazing. Mùi của nó thì rất là thơm ngon. Okay? It becomes colder in winter. Trời trở lạnh hơn vào mùa đông. Okay? Như vậy sau những động từ chỉ giác quan này là tính từ, như vậy nó với chức năng là động từ nối, hay còn gọi là liên động từ. Ok, he is hungry. Anh ấy đói bụng. The dish seems healthy. Món ăn này dường như là lành mạnh. Như vậy is, seem, luôn luôn, luôn luôn, be, become, seem, luôn luôn là những động từ nối hay là liên động từ. Ok, như vậy sau e seems hay là become luôn luôn là danh từ. Ok, very good. Linking verb theo sau sẽ cộng với danh từ. Be, become, seem luôn luôn là linking verbs. Be, become, seem luôn luôn là linking verb, là liên động từ hay là động từ nối. Vậy theo sau be, become, seem sẽ là danh từ. Còn một số động từ giác quan như là look, feel, taste, smell, sound vừa là động từ chỉ hoạt động, vừa là liên động từ, hay còn gọi là động từ nói. Như vậy khi nó ở vị trí là động từ chỉ hoạt động thì theo sau nó là danh từ. Khi nó ở vị trí là liên động từ, hay còn gọi là động từ nói, thì theo sau nó sẽ là tính từ. Ok, understand? Very good. Look at the picture. What do you think the boy is saying? Hãy nhìn vào bức tranh. Hãy nhìn vào bức tranh và cho biết cậu bé đang nói gì. Ok, how do the cookie smell? How do these cookies smell? Những chiếc bánh quy này, cái mùi của nó như thế nào? Các bạn hãy nhìn vào bức tranh và các bạn hãy cho biết cậu bé đang nói gì.
They smell amazing. Chúng có mùi thật là hấp dẫn, right? They smell amazing. Chúng có mùi thật là hấp dẫn. Okay, amazing. Ở vị trí này là attractive. Như vậy, smell đây sẽ với chức năng là liên động từ, hay còn gọi là động từ nối. Okay, sau linking verbs là sẽ là tính từ. Okay. B, now listen and check your ideas. Bây giờ chúng ta hãy nghe và kiểm tra xem suy nghĩ của mình đã đúng hay chưa nhé. Now listen. How do these cookies smell? They smell amazing. How do these cookies smell? Những chiếc bánh quy này, mùi của nó như thế nào? The boy. They smell amazing. Mùi của chúng thật là hấp dẫn. Okay, now see, listen and repeat. Ở phần C chúng ta hãy nghe và nói theo nha. Now one more time. How do these cookies smell? They smell amazing. Okay, great job everyone. So now let's move on to the next one. Now grammar, form and practice. Chúng ta sẽ đi vào phần thực hành của điểm ngữ pháp ngày hôm nay. Linking verbs. Okay. Liên động từ hay là các động từ nối. Now, apples are a good source of vitamins. Apples are a good source of vitamins. Táo là nguồn vitamin dồi dào. Is meat good for you? Bạn thấy thịt có ngon không? This bread seems to be fresh. Bánh mì dường như là mới ra lò, còn nóng hổi. Okay, fish sauce smell nice. Nước mắm có mùi thơm. This carrot doesn't feel fresh. Củ cà rốt này trông có vẻ không tươi, cảm giác như không tươi. Okay, the durian tastes good. Does durian taste good? Quả sầu riêng có vị ngon không? Sầu riêng có vị ngon không? How does the fruit look? Hoa quả thì trông như thế nào? Alright, very good. Như vậy chúng ta thấy ở đây là gì? Sau linking verbs, sau các động từ nối, hay là các liên động từ sẽ là tính từ. Okay, smell nice, feel fresh, taste good. Okay, great job. Now A. Unscramble the sentences. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên. Hãy sắp xếp lại các từ để tạo thành câu có nghĩa. Ở phần này chúng ta lưu ý xác định loại câu, câu khẳng định hay là câu phủ định hay là câu nghi vấn để áp dụng đúng cấu trúc nhé. Và hãy chú ý từ đầu tiên chúng ta sẽ viết hoa và từ cuối cùng có dấu chấm theo sau nhé. Alright. Number one, we have here healthy. Rice, carbohydrate, brown, is a brown rice, is a healthy carbohydrate. Okay, cơm gạo lứt là cơm gạo lứt là nó có thành phần carbo rất là lành mạnh, right? Number two, meat, good, of, aren't, a source, processed, protein. Protein. So we can write here. Processed meats aren't a good source of protein. Thịt chế biến sẵn thì không phải là một cái nguồn protein tốt. Okay. Không phải là một cái nguồn chất đạm, dinh dưỡng. Alright. Number three. Healthy. Really. This looks menu. This menu looks really healthy. Okay. Cái thực đơn này trông rất là lành mạnh. Number four, yogurt sauce is good of dairy. Is yogurt a good source of dairy? Sữa chua có phải là một cái nguồn từ sữa tốt không?
Ok, sữa chua có phải là một cái nguồn, sữa chua có phải là nguồn sữa tốt không? Number 5, food. The, look, there's, how. So number 5, how does the food look? How does the food look? Thực phẩm trông như thế nào? Number 6, fried, you, good, do, think, smells, good. Do you think fried fruit smells good? Do you think fried fruit smells good? Bạn có nghĩ những đồ ăn chiên thì có vị ngon không? Bạn có nghĩ những đồ ăn chiên thì có mùi thơm không? Ok, number 7, taste. Taste the best dish, which? So number 7, which dish tastes the best? Which dish tastes the best? Có nghĩa là gì nhỉ? Món nào ngon nhất, right? Ok. Món nào ngon nhất? Alright, very good. Now B, circle the linking verbs. Ở phần B, chúng ta sẽ quanh tròn các động từ nối hay còn gọi là liên động từ. Number 1, do you like the smell of durian? I think it smells pretty good. Bạn có thích cái mùi sầu riêng không? Tôi nghĩ cái mùi của nó rất là thơm. Okay, now number 2. I'm looking at the new menu on their website. It looks really healthy. Tôi đang tìm kiếm trên kỹ thực đơn mới trên website của họ. Nó trông rất là lành mạnh. So which one is linking verbs? Which one? Looks. Looks là linking verbs. Là liên động từ hay gọi là động từ nói, ok? Number 3. Wow, this tastes great. You should taste it. Wow. Cái này có vị ngon quá, bạn nên thử nó. So which one? Taste. Taste. Đây là linking verb. Bởi vì sau nó là tính từ. Number 4. That bread smells great. Can you smell it? Cái bánh mì kia có mùi thơm, có mùi ngon quá. Bạn có ngửi thấy cái mùi đó không? Okay, so which one is linking verbs here? Okay, linking verbs here. Sao linking verb là tính từ? Okay, number 5. Let's look for a plate to eat. Oh, this looks delicious. Hãy tìm một nơi để ăn nào. Oh, cái này trông ngon quá. So, which one is linking verb? Here, okay? Looks. Sau đó là tính từ. Như vậy, ở đây sẽ là linking verbs. Alright? Very good. Now, see, work in pair. Say what your favorite food is and say why you like it. Hãy nói với bạn bên cạnh về món ăn yêu thích của em và hãy cho biết lý do tại sao em thích món đó. Okay, now for example, I love phở bò tái. It tastes amazing and has lots of protein. Tôi thích phở bò tái. Vị của nó rất là ngon và nó có nhiều protein nữa. Me too, but I prefer bún bò. It smells so good and I can add lots of vegetables. Tớ cũng thế, nhưng mà tớ thích bún bò hơn. Cái mùi của nó rất là tuyệt vời. Và tớ có thể cho nhiều rau, nhiều loại rau vào nữa. Ok. Great job, everyone. Pronunciation. Now, the next part is pronunciation. Chúng ta sẽ đi vào phần phát âm. A, focus on the k sound. Hãy tập trung vào âm k. Ok. B, listen to the words and focus on the underlined letter. Hãy chú ý đến các từ và hãy tập trung vào những chữ cái được gạch chân. Now, listen. Takes, drinks. Takes, cầm nắm lấy. Drinks, uống. Okay. Kiss, kiss, easy, right?
C. Listen and circle the words you hear. Hãy nghe và khoanh tròn từ mà bạn nghe được. Now listen. Things. Cakes. Looks. Again, right? Things. 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 Cakes. Cakes. Looks. Looks. All right. Good job, everyone. Now D, take turns saying the words in Tasi while your partner points to them. Ở phần D, chúng ta hãy lần lượt phát âm các từ ở mục C khi bạn bên cạnh chỉ vào các từ này. Ok, bạn bên cạnh mình chỉ vào từ nào thì mình sẽ phát âm từ đó. Alright, number one, thinks, cakes, looks. Here, things, things, cake, looked. Okay, very good. Now, the next part is practice. Chúng ta sẽ đi vào phần thực hành practice. I take turns asking about and describing the foods on the menu using the verbs in the box. Ở phần này chúng ta sẽ luân phiên. Ở phần này chúng ta sẽ thực hành hỏi và miêu tả các món ăn trong thực đơn sử dụng các động từ trong khung. Các động từ ở đây là be, có nghĩa là thì, là, ở. Look, có nghĩa là gì? Nhìn, taste. Vị, nếm, đúng không? Smell, ngửi. Have, là có. Be, ở đây có nghĩa là gì? Thì là. Look, trông có vẻ. Taste, có vị. Smell, ngửi, có mùi. Have, có. Ok. Chúng ta hãy luân phiên hỏi và mô tả những món ăn trong thực đơn nhé. Hãy lưu ý là sử dụng các từ trong khung. Now for example, which dish do you think tastes good? Bạn nghĩ món ăn nào có vị ngon? I think beef fried rice tastes good. Tôi nghĩ là món cơm chiên thịt bò có vị ngon. Is beef fried rice healthy? Cơm chiên thịt bò có lành mạnh không? Có tốt cho sức khỏe không? I think beef is healthy, but we should limit how much fried rice we eat. Mình nghĩ thịt bò thì tốt cho sức khỏe, nhưng chúng ta nên giới hạn lượng cơm chiên mà chúng ta ăn. Okay, now here we have David's Kitchen. Đây là thực đơn. Okay, number one, vegetable soup, là canh rau củ. Number two, fruit salad, là gì? Salad hoa quả. Number three, chicken salad, salad gà. Number four, fried noodle with fish, mì chiên với cá. Number five, beef fried rice, cơm chiên thịt bò. Number six, chocolate cake, bánh sô cô la. Alright, now let's see. Now for example. A. Which dish do you think tastes good? Bạn nghĩ món ăn nào ngon? I think vegetable soup tastes good. Tôi nghĩ món canh rau củ ngon. Is vegetable soup healthy? Món canh rau củ có tốt cho sức khỏe không? I think it is healthy because it has a lot of vitamins and no fat. Tôi nghĩ là nó tốt cho sức khỏe bởi vì nó có nhiều vitamin và không có chất béo. Alright? Okay? Now B, which of foods would you eat for lunch? Which should be eaten in small amounts? Why? Ở phần B chúng ta xem là món nào mình nên dùng cho bữa trưa. Ở phần B chúng ta xem thử là món nào em sẽ dùng cho bữa trưa, món nào em nên ăn ít lại và nêu lý do tại sao. Ok, now for example, I would eat chicken salad for lunch because it is healthy with lots of protein and vitamins. Tớ sẽ ăn cái món salad gà cho bữa trưa
bởi vì nó tốt cho sức khỏe. Nó có nhiều protein, có nhiều chất đạm và vitamin. Ok, now we should be eating in small amounts. Why? Và theo em thì món nào em nên ăn ít lại và nêu lý do tại sao? I think we should eat small amount of fried noodles with fish and chocolate cake because they have lots of oil and sugar. Em nghĩ là chúng ta nên ăn ít mì chiên với cá và bánh sô-cô-la bởi vì chúng có nhiều dầu và nhiều đường. Ok, very good. Now the last part speaking, a healthier lunch menu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng, phần speaking. Thực đơn bữa trưa lành mạnh hơn. Ok. A. Imagine your school wants to make a healthier lunch menu. Work in pair. Look at the old menu and discuss which dishes are healthy and unhealthy. Decide which dishes should be replaced and create a new healthy menu. Ở phần này chúng ta hãy tưởng tượng trường của bạn muốn lên một cái thực đơn bữa trưa lành mạnh hơn. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào thực đơn cũ và cùng nhau thảo luận món ăn nào thì lành mạnh, món ăn nào không lành mạnh, món ăn nào tốt cho sức khỏe, món ăn nào không tốt cho sức khỏe. Phải xem thử là món ăn nào nên được thay thế để tạo ra một cái thực đơn mới tốt cho sức khỏe hơn. Ok. Now old menu, thực đơn cũ, fish head soup, canh đầu cá, bún đậu mắm tôm, brown rice and shrimp. Món thứ ba là món cơm gạo lứt với tôm, chè, chicken burger, bánh mì hamburger gà, bánh mì kẹp thịt gà, cheese and sausage pasta, mì ống, xúc xích và phô mai. Ok, đây là thực đơn cũ. Ok, our new healthy menu, và đây là thực đơn mới. Now for example, do you think fish head soup is healthy? Bạn nghĩ cái canh đầu cá có tốt cho sức khỏe không? Yeah, it has lots of protein in it, but it looks horrible. I think we should replace it. Có, nó có nhiều chất đạm, protein, nhưng nó trông rất là kinh khủng. Tôi nghĩ là chúng ta nên thay thế món đó. Ok, now for example. Bạn A sẽ nói gì? Do you think fish head soup is healthy? Bạn nghĩ canh đầu cá có tốt cho sức khỏe không? Có lành mạnh không? B, well, it has lots of protein, but it looks horrible. I think we should replace it. Có, nó có nhiều protein, nhưng mà nó kinh khủng. Chúng ta nên thay thế món đó, đúng không? How about cheese sausage pasta? Bạn A đề nghị món gì? Mì xúc xích, bơ, mì ống xúc xích, bơ. B, yeah, it has lots of protein in it, but it's a processed food and a bit high in fat and not good for health. I think we should replace bún bò. Bạn B nói sao? Được, cái món mì ống xúc xích bơ thì ok, nó có nhiều protein, nó có nhiều protein, có nhiều chất đạm, nhưng nó là món ăn đã qua chế biến và nó có thành phần chất béo hơi cao một chút, nó không tốt cho sức khỏe, và tôi nghĩ là chúng ta nên thay thế bằng cái món bún bò. A, great, lots of students like it. Tuyệt, rất là nhiều học sinh thích cái món bún bò. Như vậy chúng ta sẽ thay thế cái món canh đầu cá bằng cái món bún bò. Something like that. Các bạn sẽ làm tương tự. Các bạn sẽ làm những cái đoạn hội thoại tương tự. Ok. And here our new healthy menu. Và đây là cái thực đơn tốt cho sức khỏe. Và đây là cái thực đơn mới của chúng ta. The first one, bún bò. The second one, vegetable soup, canh rau củ. Brown rice and shrimp, cơm gạo lứt và tôm. Chicken salad, rau trộn. Salad gà.
hủ tiếu. Fruit juice, à, nước ép trái cây. Ok, đây là thực đơn mới của chúng ta. À, có vẻ như là nó tốt cho sức khỏe hơn, nó lành mạnh hơn so với thực đơn cũ. Ok. You can share your idea. Các bạn có thể chia sẻ ý kiến của mình nhé. Ok, thực đơn mới của bạn, theo ý của bạn là những cái món nào thì mình liệt kê ra. Ok, chúng ta sẽ thực hiện những cái đoạn hội thoại tương tự. Ok, để mà tìm ra những món ăn cho cái, để mà tìm ra những cái món ăn tốt cho sức khỏe trong thực đơn mới nhé. Now B, join another pair and compare your menus. Did you prepare the same dishes? And why not? Ở trong phần B, chúng ta hãy so sánh thực đơn của em với một cặp khác và em xem thử là có thay thế cùng món với các bạn ấy không? Tại sao? Ok. Now, we both replay bún đậu mắm tôm because it smells terrible. Cả hai chúng tôi, hai đội chúng tôi đều thay thế cái món đậu bún. Cả hai đội chúng tôi đều thay thế cái món bún đậu mắm tôm bởi vì cái món bún đậu mắm tôm, cái mùi của nó rất là kinh khủng. Ok. Great job, everyone. So it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 1, Unit 1, chủ đề Health and Healthy Lifestyle. Chủ đề Sức khỏe và lối sống lành mạnh của sách tiếng Anh lớp 11, I Learn Small Words. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya.